Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học Tiếng Việt lớp 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trên trang web olm.vn. Các con thân mến, ở video trước, cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về đánh giá cuối học kỳ 1, tiết 6. Bước sang video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đánh giá cuối học kỳ 1, tiết 7. Ở tiết học trước, ta đã dừng lại ở câu hỏi số 6 của đọc hiểu. Chúng ta sẽ tiếp tục phần đọc hiểu qua bài tập số 7, tìm các động từ trong câu sau. Nam mải ăn, đến lúc nhìn lên thấy Siêng đang ngó nó, miệng cười tươi rói. Hãy giúp cô tìm các động từ xuất hiện trong câu này. Trong câu này, chúng ta đã tìm ra 5 động từ, bao gồm có ăn, nhìn, thấy, ngó và cười. Chúng mình đã được tìm hiểu động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Chúng ta cũng đã được thực hành rất nhiều bài tập về động từ. Chính bởi vậy, không hề khó để ta có thể tìm thấy các động từ trong câu này, đúng không nào? Các con hãy cùng cô tiếp tục với bài tập số 8. Tìm từ có nghĩa trái ngược với từ nhỏ xíu, hiền khô để thay cho mỗi bông hoa trong câu dưới đây. Nghe tiếng gầm, chấm 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 từ xa. Thỏ sợ hãi tưởng tượng ra chúa Sơn Lâm với thân hình chấm chấm chấm, dũng mãnh sắp xuất hiện. Hãy trả lời câu hỏi tương tác sau đây các con nhé. Đúng vậy, chúng ta sẽ có từ dữ tợn trong tiếng gầm dữ tợn. Ta có từ to lớn trong thân hình to lớn. Ở đây, từ dữ tợn có nghĩa trái ngược với từ hiền khô, còn từ to lớn có nghĩa trái ngược với từ nhỏ xíu. Qua bài tập này, chúng ta đã củng cố ôn tập kiến thức về việc dùng từ sao cho thích hợp. Cô mời các con hãy cùng cố tiếp tục với bài tập số 9, đặt câu có chứa danh từ trong bài đọc. Ở đây chúng ta sẽ đặt câu có chứa danh từ chỉ con vật và danh từ chỉ thời gian có trong bài đọc. Cô sẽ có hai câu như sau. Câu đầu tiên, ao nhà ông nội em có rất nhiều cá. Cá chép, cá chê, cá rô phi. Và ở đây cô đã sử dụng danh từ cá. Cá là danh từ chỉ con vật đã xuất hiện trong bài đọc. Cô có câu số 2. Em ước gì một ngày có 48 tiếng để có thể làm được nhiều việc hơn. Cô sử dụng danh từ tiếng là danh từ chỉ thời gian đã xuất hiện trong bài đọc. Tương tự như thế, các con sẽ tìm những danh từ chỉ con vật và chỉ thời gian có trong bài đọc và tự mình đặt câu theo yêu cầu. Các con cần lưu ý khi đặt câu, ta phải đảm bảo quy tắc về chính tả, về dấu câu, về dùng từ. Sau đó, hãy chia sẻ, trao đổi kết quả của mình với các bạn. Và đây là câu hỏi cuối cùng trong mục đọc hiểu. Câu hỏi số 10. Các dấu gạch ngang đứng ở đầu bài đọc có tác dụng gì? Suy nghĩ kỹ và giúp cô trả lời câu hỏi này. Ta dễ dàng thấy được dấu gạch ngang đứng ở đầu bài đọc có tác dụng đánh dấu lời nói trực tiếp của các nhân vật. Ta quan sát, ở vị trí này, dấu gạch ngang dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật nam. Và ở vị trí này, dấu gạch ngang được dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật Siêng. Đánh dấu lời nói trực tiếp của các nhân vật là một trong ba tác dụng của dấu gạch ngang mà chúng mình đã được tìm hiểu. Kết thúc phần A lớn với đọc thành tiếng, trả lời các câu hỏi và đọc hiểu văn bản. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần B lớn, đó là phần viết. Ở trong phần viết này, các con sẽ chọn một trong hai đề dưới đây. Đề 1, viết bài văn miêu tả một con vật mà em từng nuôi hoặc từng nhìn thấy và có ấn tượng đặc biệt. Đề 2, viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào một câu chuyện thú vị mà em đã đọc hoặc đã nghe. Các con đã được làm quen và tìm hiểu hai đề bài này ở những tiết học trước đây. Đối với đề đầu tiên, viết bài văn miêu tả một con vật mà em từng nuôi hoặc từng nhìn thấy và có ấn tượng đặc biệt, chúng ta cần phải đảm bảo viết theo 3 phần là mở bài, thân bài và kết bài. Và trên màn hình lúc này chính là dàn ý mà chúng ta tham khảo. Ở phần mở bài, các con sẽ giới thiệu về con vật. Ở phần thân bài, miêu tả đặc điểm của con vật. Ta sẽ miêu tả đặc điểm ngoại hình, tả bao quát và chi tiết, miêu tả hoạt động và thói quen. Chúng ta có thể miêu tả đặc điểm ngoại hình của con vật trước,
rồi mới miêu tả hoạt động và thói quen, hoặc cũng có thể miêu tả lồng ghép song song cả đặc điểm ngoại hình, hoạt động và thói quen. Cần lưu ý miêu tả kỹ hơn những đặc điểm nổi bật của con vật hoặc những đặc điểm mà em cảm thấy thú vị. Và cuối cùng, ở kết bài, chúng ta sẽ nêu những tình cảm với con vật hoặc là suy nghĩ, cảm xúc, điều mong muốn đối với con vật. Vậy còn ở đề thứ 2 chúng ta sẽ làm như thế nào? Đề 2 là viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào một câu chuyện thú vị mà em đã đọc hoặc đã nghe. Đoạn văn thì sẽ bao gồm có 3 phần là phần mở đầu, phần triển khai và phần kết thúc. Ở phần mở đầu, các con sẽ giới thiệu tên câu chuyện đã gợi cho các con những liên tưởng và tưởng tượng. Trong phần triển khai, ta sẽ kể tả lại những gì chúng ta tưởng tượng về câu chuyện theo phương án đã lựa chọn. Ta có thể lựa chọn phương án bổ sung lời kể tả cho câu chuyện, hoặc có thể viết tiếp đoạn kết, hoặc có thể theo một phương án lựa chọn khác của chúng mình. Cần lưu ý, tạo được sự bất ngờ và thú vị cho người đọc. Có thể sử dụng biện pháp nhân hóa, so sánh để lời văn thêm sinh động. Và cuối cùng, ở phần kết thúc, các con sẽ nêu cảm nghĩ hoặc gợi ra những tưởng tượng tiếp theo. Các con cảm thấy yêu thích hoặc tự tin với đề bài nào thì chúng ta sẽ lựa chọn đề bài đó để viết. Cô rất mong chờ những bài văn, những đoạn văn đến từ các con. Hoạt động vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học đánh giá tại đây. Cảm ơn các con vì đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại chúng mình trong những tiết học sau trên trang web olm.vn.